Thầy có một bạn hay tới cùng với thầy là Lan Anh đúng Đúng rồi em. Bạn trợ giảng đấy, trợ lý. không? Bạn có giảng bài nào không? Có khi nào giảng bài nào không thầy? Bạn ấy chăm sóc thôi, chủ yếu là chăm sóc. Hôm qua thì cũng giao cho bạn ấy chăm một anh bị hút. Em thích cái phần đường ấy thầy. Phần đường ấy. Đường thì em càng đào Phần đấy sâu học càng ngày càng hay đấy. tốt, càng đào sâu thì càng vui. Ừ, tại vì mình đang cần cho mình mà. Cho nên là mình thấy hay đó. Mình thấy quá hay. Như mình biết được nó là mình sẽ điều khiển được nó đấy. Nó vui vui hơn. Khi nào em học lại cái bài cấu trúc gia đình đấy, cái bài cấu trúc gia đình trong phần gen đấy, cộng với cái bài đường này thì thành có thể thành một chuyên đề của chuyên gia, cực kỳ vui luôn. Nhất lại có cái môi trường để mình nói được cái câu chuyện, cái suy nghĩ trong đầu mình ra nữa thì càng hay. Còn không thì cứ nói tạm với YouTuber cũng được, nói tạm với YouTuber thì nó sẽ là một chiều và nó ít giá trị. Còn nếu như có cái cộng Đúng đồng mình chia sẻ thì vui lắm. Rồi mình vào việc nhá. Bài hôm nay là bài số 13 trên cái giáo trình, nhưng thực ra là mình bài số 15 rồi. Ở trong bài này đấy thì từ khóa là từ gieo hạt đến bàn ăn thôi, thì mình chỉ nghĩ đơn giản là tất cả cái quy trình mà để tạo ra được cái sản phẩm mà mình ăn hàng ngày đấy, thì nếu như mà mình mua ở trong những cái sản phẩm ở trong siêu thị hay là cơ quan cửa hàng gì đó thì nó sẽ có quy trình để sản xuất cho những cái sản phẩm đó. Cái gì trên đời lại cũng có quy trình mà đó, bây giờ cái xã hội bây giờ là có quy trình hết rồi, cái gì cũng sản xuất được ra. Nhưng mà những cái thực phẩm nhưng mà mình mua ở chợ như ở Việt Nam ấy, thì hiện tại bây giờ là một trong những quốc gia mà phát triển những cái bệnh ung thư nhiều nhất thế giới, nhưng lại không bao giờ kiểm soát được cái quy trình thực phẩm, mà rõ ràng là thức ăn nó là bệnh đưa vào người, nhưng mọi người không có cái cơ hội, có gần như không có sự lựa chọn. Tại vì xã hội đến cái thời điểm này nó phát triển nhanh quá, người ta không kịp làm tất cả những mọi việc, mà cái gì khó quá thì làm sau, tạm thời khó quá làm sau. Thì đơn giản là ở những cái quốc gia phát triển thì họ đã có quy trình vận hành thực phẩm như này rồi. Ví dụ như là đấy, như đầy chả đâu đâu xa, cá mú đầy bơi đầy đường bể đầy ao, có ai người ta ăn được mấy đâu, đúng không? Rau quả rụng đầy cây đấy, người ta có ăn mấy đâu, mà người ta phải đi mua. Lý do là nó có cái quy trình vận hành để nó tránh tránh tối đa những cái điều nó không tốt đưa vào cơ thể của mình. Thì chỉ nghĩ một cách thật đơn giản thôi, tất cả mọi thứ mà mình ăn ở những nước phát triển thì hầu hết là cái nguồn thực phẩm nó khá là tốt, người dân được bảo vệ được rất là tốt. Còn ở những quốc gia ít phát triển thì không được bảo vệ nhiều. Thì ở đây có cái sản phẩm Herbalife, thì dựa vào cái sản phẩm này là mình biết được nhé, là có cái quy trình này, chứ không phải là không có. Tuy nhiên đấy, để mở rộng ra một chút thì rất nhiều người sẽ thắc mắc rằng là kinh tế thị trường nó là cái gì, cái quy trình thì nó phải có cái quy trình đưa cái này tới tay người tiêu dùng chứ. Thì ở đây chúng ta sẽ biết là có, bài ngày hôm nay chúng ta sẽ biết là có ba cái loại kinh tế thị trường đơn giản đó nhé, mình không không mở rộng cái gì sao sâu sắc quá, mình chỉ nói được đơn giản thôi. Nó từ khóa thật đơn giản này. Ví dụ như bây giờ em muốn mua một chiếc iPhone, đúng không? Em muốn mua 100 chiếc iPhone em cũng không thể mua được trong nhà máy, từ trong nhà máy ra, xuất hóa đơn từ trong nhà máy ra, đúng không? Đó, mà em buộc phải mua lẻ trên các cái cửa hàng bán lẻ. Thì vậy thì cái chiếc iPhone đó nó sẽ đưa đến tay người tiêu dùng bằng cách bán lẻ. Còn bạn muốn mua buôn thì bạn phải là đại lý của nó, chứ bạn không phải là người dân, bạn có thể mua được 100 chiếc đâu nhé. Bạn chỉ có thể mua được 100 chiếc từ cửa hàng bán lẻ, hoặc là bạn có thể thỏa thuận với một cái công ty bán lẻ thì được, chứ bạn không thể mua được một chiếc điện thoại từ công ty đưa ra. Vậy thì đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng theo cái kinh tế thị trường mà mình hiểu một cách đơn giản đấy, thì cách thứ nhất là bán buôn, đúng không? Nhà máy sản xuất ra sản phẩm và bán buôn cho một ai đó, và cái người đó mà muốn bán tiếp thì trở thành bán lẻ. Vậy thì chỉ có hai kiểu đấy nhé, bán buôn và bán lẻ. Và cho dù bán buôn hay bán lẻ thì vẫn cứ phải xuất hóa đơn cẩn thận, đúng không? Xuất hóa đơn đỏ có nghĩa là em mua 100 chiếc trong nhà máy thì cũng phải có hóa đơn đỏ hoặc hóa đơn điện tử. Và nếu như trong trường hợp mà em mua lẻ thì cũng phải xuất hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn đỏ. Tại vì khi mình xuất hóa đơn có nghĩa là mình đóng thuế tiêu dùng cho mình đóng cho mình nhá, và đóng góp vào cái ngân sách quốc gia. Thì vậy đấy chính là chứng minh là sản phẩm đó là sản phẩm làm sao chuẩn chỉnh, đúng không? Chuẩn chỉnh. Còn tôi không cần biết là thật hay giả hay không, nhưng tôi khẳng định đấy là sản phẩm chuẩn chỉnh, đúng không? Tại vì có người chịu trách nhiệm. Còn tất cả những sản phẩm mà không xuất được hóa đơn đỏ
thì chúng ta làm sao? Bỏ qua luôn. Tại vì chúng ta chắc chắn một điều rằng đưa những sản phẩm đó vào người mà không biết rõ nguồn gốc xuất xứ mọi thứ, đúng không? Không biết rõ nguồn gốc xuất xứ mọi thứ nhá. Vậy thì chỉ cần là dựa vào cái thuế mà mình đánh là mình sẽ biết được rằng đấy là sản phẩm chuẩn hay không chuẩn ở mức độ tốt nhất có thể thôi. Chứ còn tốt hơn nữa thì chúng ta chưa biết. Thì tạm thời để như vậy nhé, là thông qua cái hóa đơn đỏ mà chúng ta xuất đấy, chúng ta đóng thuế 10% đấy, là các cái sản phẩm liên quan đến tiêu dùng ấy. Thì ở đây nó có thêm một loại nữa mà rất nhiều người thắc mắc là các cái hãng đa cấp tại sao lại không được bán những sản phẩm của mình ở trên thị trường bán lẻ, có nghĩa là bán một hộp sản phẩm. Ví dụ như bây giờ tôi muốn mua một hộp sản phẩm thì tôi chạy ra ngoài đường tôi mua, có một hộp sản phẩm bán trên Zalo, Tiki, Shopee là chuyện bình thường. Vừa buổi trước là tra Google có báo giá nó hay đúng không? Ta có thể tra luôn cái báo giá nhé. Ví dụ như cái nọ lô hội. Lô hội Herbalife nhé. Ở đây chúng ta nhìn thấy này, ngay trong các hãng GKI gì này, giá 609. Thực phẩm chức năng chính hãng 473. Tất tật 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 ở đây đều có hết nhé, thậm chí ở các cái shop khác cũng có này. Công ty herbalifevietnam.com này, đúng không? Herbalifevietnam, cách vietnam.com này. Tất tật tật tật. Mình chỉ lấy ví dụ một cái công ty này thôi nhá, còn được các cái công ty khác là giống y xì nhau hết đấy. Tất cả công ty đa cấp trên toàn thế giới đều giống nhau hết, mà mình sẽ đặt câu hỏi là tại sao không được quảng cáo, tại sao tất cả những sản phẩm đa cấp không được quảng cáo và tại sao những sản phẩm khác lại được quảng cáo. Thì vậy thì mình sẽ phát hiện ra rằng là thị trường có hai nền kinh tế thị trường, một nền kinh tế thị trường được quảng cáo và một nền kinh tế thị trường không được quảng cáo. Vậy thì cái quảng cáo là tất cả những sản phẩm mà mình chỉ có thể mua lẻ được từ nhà phân phối chứ không thể mua lẻ được từ nhà máy. Thì mình đúng không? Tất cả những sản phẩm được phép quảng cáo trên thị trường, TV, báo đài, áp phích, ba lô, tất tật tật mọi thứ, thì là những sản phẩm mình không mua được một sản phẩm từ nhà máy, mà mình phải mua từ hệ thống phân phối của nhà máy hoặc cộng tác với nhà máy. Rồi, vậy thì ngược lại, tất cả những sản phẩm không được quảng cáo trên thị trường, thì mình mua được một sản phẩm từ trực tiếp nhà máy. Thì mình đúng chưa? Có nghĩa là em hoàn toàn, nếu như em có thể, em hoàn toàn có thể mua được một lọ canxi ở trực tiếp trong nhà máy ra đó. Còn nếu như em muốn mua, em không cần thẻ, không cần thẻ thiết gì nhé, thì em có thể mua được một chiếc iPhone từ trong nhà máy ra không? Không, đúng không? Mình học cái bài này nó phát triển cá nhân để mình học cái bài sau là chính. Thì có phải là rất nhiều người thắc mắc là tại sao như thế, thì có nghĩa là nó không được quảng cáo, nó là lừa đảo. Nhưng không phải nó lừa đảo đâu, cả xã hội người ta dùng mà, người ta đa quốc gia mà, chỉ là công nghệ này chính là công nghệ 3.0 và tất cả những người chưa bước qua 1.2.0 thì chắc chắn là sẽ không vận hành được 3.0. Thì cái bài cấu trúc gia đình nó có liên quan đến cái bài này. Có phải là trong gia đình ngày xưa thì là nền tảng có nghĩa là vận hành gia đình đem về tài chính chủ yếu là nam giới, tại vì phái mạnh mới đem được nhiều tiền về, đúng không? Lao động công việc chủ yếu là chân tay nặng nhọc thì mới đem tiền về. Nhưng bây giờ đúng là phụ nữ họ kiếm tiền nhiều hơn cả nam giới. Ví dụ ưu tiền làm bên đấy làm neo như vậy mà mở cửa hàng hay cái gì đó, tôi không biết là bao nhiêu, tôi tính trung bình là khoảng tầm 100 triệu tiền Việt đi, mà đầy người Việt Nam nam giới sang đấy không có trí tuệ như của Tuyền mà lao động chân tay thì chắc cũng chỉ được vài chục triệu một tháng thôi, đúng không? Thì có nghĩa là Tuyền sử dụng công nghệ 3.0, Tuyền kiếm được tiền nhiều hơn người 0.0, 1.0, 2.0, đúng không? Và cấu trúc gia đình nó bị biến đổi. Vậy thì cái điều bạn không biết có nghĩa là công nghệ bạn không chạm tới, thành ra bạn bảo nó lừa bạn. Đúng rồi, nó có lừa bạn đâu, mà bạn làm sao bị nó lừa. Có nghĩa là kiến thức của nó thì có thôi, nhưng chẳng qua là bạn tự bị nó lừa, bạn 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 đặt cái kỳ vọng cao quá vào nó và bạn không vận hành được nó, thì thành ra bạn bạn cảm thấy thất vọng và bạn bảo rằng mà nó lừa bạn. Tổng kết lại vấn đề này, tất cả những sản phẩm đa cấp không được phép quảng cáo trên tất cả Palo, Apik, TV, báo đài, nhà nước cấm luôn, tất cả quốc gia đều cấm. Tại vì trong quá khứ đã có từng làm sao, đã có khủng hoảng kinh tế thế giới vài lần, và những lần đó là họ đổ hết tất cả những sản phẩm xuống sông xuống biển và tiêu hủy. Lý do tại sao? Tại vì toàn bộ thế giới đều bán một sản phẩm trên một mặt trận thị trường đó. Ví dụ ngày xưa mọi người bán trà hay thực phẩm chức năng gì đó nhé, tất cả những đồ ăn thức uống nhé, thì chỉ bán trên một mặt trận là tất cả quảng cáo, nhà nhà quảng cáo, người người quảng cáo. Cuối cùng làm sao, thị trường nó cạnh tranh quá là mạnh, dẫn tới làm sao sập thị trường. Cũng giống như bây giờ có rất nhiều sản phẩm bán ở trên một thị trường thì tự động nó sẽ đào giá rất là thấp, và cuối cùng là cái người sản xuất lại trở thành người thiệt. Tại vì tranh bán tranh mua mà, tranh bán thì người tiêu dùng thì người ta có tiền, người ta có rẻ là người ta mua thôi. Bây giờ người không bán được hàng thì chết chứ còn gì nữa, kể cả có sản phẩm có tốt chăng nữa. Và đúng là Trung Quốc là họ sản xuất ra những cái sản phẩm siêu rẻ của thế giới, đúng không? Nói hơi quá đi chứ những cái túi mà có tiền lên là hàng cả triệu đô, họ làm chuyện đơn giản đúng không, nhìn không thể phát hiện ra được hàng fake fake một của họ, những gì đứt cò luôn.
và những cái hàng 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 hãng, những cái sản phẩm mà liên quan đến cái đồ gọi là thủ công mỹ nghệ xa xỉ mà của những cái hãng gọi là đặc biệt, mà còn họ bị họ làm nhái không kém một tí gì luôn. Có nghĩa là họ tinh, chẳng qua ông ăn là ăn thương hiệu thôi, chứ còn họ kỹ thuật, khoa học kỹ thuật công nghệ của họ chả kém gì luôn, đúng không? Rồi vậy thì nhà nước, tất cả quốc gia cùng bắt tay với nhau rằng là có một thị trường là không được quảng cáo nhưng được phép bán từ trong nhà máy ra tay người tiêu dùng, tận tay người tiêu dùng nhé. Tiền có thể mua một lọ canxi từ trong nhà máy ra, nhà máy xuất cho tiền một cái hóa đơn đỏ hoặc là cái hóa đơn điện tử. Vậy thì khỏi bàn cãi về việc đúng hay sai rồi, đúng không? Có hóa đơn có nghĩa là có đóng thuế, và thuế của họ được đóng cho nhà nước đó, và mình có đóng thuế tiêu dùng cho nhà nước của mình. Vậy thì không khỏi bàn cãi luôn về kinh tế thị trường luôn. Mình mở đầu mình ra một chút, đừng nghe những người đó chỉ có kiến thức 1.0, 2.0 hoặc là lướt qua 3.0 không chạm tới 4.0 mà người ta nói như vậy, thì mình rất là mình bị hạn chế cái tư duy của mình lại. Tội gì mình không tiếp cận đến mới, còn mình có quyền sàng lọc, mình có quyền nghi ngờ, đúng không? Và tất cả những sản phẩm không được phép bán một sản phẩm đến tay người tiêu dùng từ nhà máy thì được phép quảng cáo thoải mái tật ga. Thích quảng cáo điều gì thì quảng cáo thoải mái tật ga, đúng không? Và thường thì sẽ có hàng giả trà trộn lẫn vào đó, là cứ cái gì không có hóa đơn đỏ thì là hàng giả, khẳng định luôn. Tất cả những thứ gì không xuất hóa đơn thì có nghĩa là lừa rồi. Chúng ta nghiễm nhiên lừa cả quốc gia của mình, đúng không? Chứ hàng giả hay hàng thật thì không quan trọng nhé. Đấy, mà quan trọng thực ra nó là hàng thật. Cái iPhone này nhá, là iPhone do công ty iPhone sản xuất ra thì nó là hàng thật. Còn iPhone nó không để tên là iPhone, nhưng mà hoặc là nó để tên là iPhone nhưng nó lại là do tôi sản xuất ra chẳng hạn, thì chiếc iPhone nó vẫn là chiếc iPhone thôi, nó vẫn là hàng thật, đúng không? Nó chỉ phân biệt là hàng thật hay hàng giả, hàng được phép vận hành tiêu dùng trên thị trường hay không là do cái hóa đơn, đúng không? Hóa đơn có nghĩa là bạn đóng thuế cho nhà nước, là bạn luôn tuân thủ đúng luật chơi của quốc gia quốc tế, mà ai sai luật là những người đấy là người không gọi là đàng hoàng, đúng không? Vậy thì ít nhiều bài này thì đã biết rằng là cái quy trình sản xuất ra một cái sản phẩm đưa đến miệng của mình nó phải có quy trình, mà nếu như mình tự sản xuất được ra thì rất là tuyệt vời, còn không sản xuất được ra thì mình có quyền lựa chọn từ những cái đơn vị xuất được hóa đơn là tốt nhất, còn ngoài ra không xuất được hóa đơn thì tốt nhất là bỏ qua. Nếu như không có điều kiện thì phải chịu thôi, còn có điều kiện thì tốt nhất là bỏ qua, không 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 chạm tới nó làm gì cho nó lãng phí thời gian, nó cuốn mình vào đó, để tránh cái trường hợp là những cái thực phẩm của mình ăn đấy mỗi ngày mình nó tích lũy một chút, đúng không? Mỗi ngày tích lũy một chút. Và rồi mình chỉ cần biết một điều là tất cả những sản phẩm, bán một sản phẩm từ nhà máy đến tay mình mà có hóa đơn thì đó là sản phẩm đa cấp, và buộc phải có thẻ, buộc phải có thẻ mới mua được. Và thẻ như buổi trước Tuyền hỏi là đưa cái ID là mua, là không không bán đâu, họ không bán đâu, họ bắt mình học khoảng 1 tuần tất cả kiến thức về họ, và mình trở thành công nhân của họ, có nghĩa là họ chăm sóc một khách hàng trọn đời, đúng dùng từ chăm sóc khách hàng trọn đời đấy. Họ sẽ truyền tải kiến thức cho mình liên tục, và mình có học hay không là việc của mình, họ cũng chẳng động viên chẳng khích lệ. Khích lệ động viên hay không là những cái người mà trí tuệ kém, ví dụ như là tôi cũng là đa cấp nhé, nhưng tôi nói thật là tôi chả bao giờ tôi bán đa cấp cho ai cả, mất thời gian, đúng không? Và ai mua thì tôi bán, ai hiểu thì tôi sẽ bán, của tôi không giải thích, nó lâu lắm, nó nhọc lắm. Hàng ngày công ty liên tục họ báo là có cái khóa học này, khóa học nọ, khóa học kia. Và khi bạn tiêu dùng đủ và bạn chia sẻ đủ, bạn thấy nó hợp lý, thấy tốt, thấy bổ dưỡng, thì bạn sẽ chia sẻ, và bạn chia sẻ mà người ta dùng tốt thì bắt đầu bạn mới được công ty họ cho học cái kiến thức này, kiến thức nọ, kiến thức kia. Thì ở đây cái kiến thức này là em được học, em được học nhé, đáng lẽ là em phải có thẻ, và đáng lẽ là em cũng phải là được học xong thẻ rồi thì em mới học được cái này đấy. Tuy nhiên là đây là tôi cung cấp dịch vụ, tôi chả bán hàng gì cả, tôi chỉ cung cấp cái kiến thức và cái dịch vụ ở cái sản phẩm này thôi, còn Tuyền sử dụng hay không là việc của Tuyền nhé, nhu cầu của Tuyền. Rồi Tuyền có thắc mắc gì ít nhiều gì bài cái quy trình để sản xuất ra một sản phẩm và vận hành cái sản phẩm này trên thị trường không? Không rồi ạ. Ừ, không. Thì hôm nay em cũng mới hiểu tại sao mà nó không được quảng cáo. Bên này nó không có quảng cáo gì hết, về những cái hãng Đúng này nó rồi. không được, không thấy quảng Toàn cáo. thế giới không được phép quảng cáo. Ồ. Nếu quảng cáo là khóa cái thẻ là người đó luôn. Còn nếu mà công ty quảng cáo nhé, là nhà nước có quyền phạt. Đấy, nhà nước quốc gia đó có quyền phạt. Vậy thì không được quảng cáo có nghĩa là luật chơi thị trường của chúng tôi, phân tách thị trường ra. Bạn là thị trường đa cấp, bạn chọn cái ngạch đa cấp thì bạn sản xuất hàng của bạn, phân chia thị trường ở ngạch đa cấp. Còn tôi cũng vẫn bán cái sản phẩm giống y xì như này, chức năng tốt không kém gì cả, nhưng tôi bán là thị trường gì ạ? Thị trường truyền thống, đúng không? Người tiêu dùng buộc phải mua một lẻ một sản phẩm từ đại lý, chứ không được mua từ nhà phân phối, không mua được từ gì ạ, từ công ty. Còn đa cấp được mua một sản phẩm từ công ty đó. Thế thì cái bài này nó liên quan đến cái bài so sánh. Nếu như đặt lên so sánh nhá, đa cấp không hề đắt, rẻ vô cùng luôn. Có cái bài phân tích rõ ràng là đa cấp giá tiền bao nhiêu. Ví dụ nhá,
Giả thiết như bây giờ một chiếc iPhone sản xuất ở nhà máy đấy, tất tật tật mọi thứ nó rơi vào tầm khoảng 5 triệu thôi. Nhưng bây giờ nó bán cho chúng ta khoảng 30 triệu. Có nghĩa là đắt lên gấp mấy lần? 5 6 lần, đúng không? Vậy thì đắt hay rẻ? Tạm thời cứ cho là đắt đi nhá. Vậy thì bây giờ một sản phẩm lô hội này, cái nọ lô hội này, theo tiền thì tôi cũng không biết là bao nhiêu, nhưng hiện tại họ đang bán tầm khoảng 1 triệu. 1 triệu là với giá bán lẻ cho người tiêu dùng, còn đây là bán liên thiên lăng tăng mà có đề giá như này thì 100% là sai rồi và toàn là đồ giả. Tuy nhiên có quốc gia người ta kiểm soát được tốt điều này, có quốc gia không kiểm soát được, tại vì cũng không kiểm soát được. Ví dụ như bây giờ tôi mua cái sản phẩm này ra tôi bán lại cho nó vui, đúng không? Tôi hút lead, tôi lấy data, hút lead cái data. Ví dụ tôi biết rằng là Tuyền cũng biết có cái có kiến thức về cái này mà Tuyền không muốn mua với giá tầm 1 triệu của công ty. Công ty họ bán trực tiếp cho Tuyền nó rơi vào tầm khoảng hơn 600, 700 đi. Đó, nhưng mà Tuyền vẫn mua rẻ hơn thì Tuyền phải mua từ hóa đơn của tôi. Ví dụ Tuyền bảo thấy bây giờ em muốn mua thử một cái lọ lô hội thì tôi đặt Tuyền một một cái lọ lô hội bằng cái thẻ của tôi. Ví dụ cái thẻ của tôi được giảm giá 3 4 50% gì đó, tùy, tôi là nhân viên của công ty mà, là cái đại lý của công ty, thì tôi có thể chuyển trực tiếp tận tay từ công ty ở Mỹ đến tay của Tuyền. Thì lát nữa nếu mà Tuyền muốn thì tôi có thể đặt thử một cái lọ canxi, chắc chắn là Tuyền cần canxi, đúng không? Đặt thử một cái lọ và Tuyền trả cái phí đấy. Thì tự nhiên thấy rằng là làm gì có một công ty nào dã man đến mức độ vậy. Tôi ở Việt Nam mà tôi lại đặt được cho Tuyền ở tận Mỹ, đúng không? Thì Tuyền thấy rằng là nó cũng cũng có những cái giá trị nhất định, đúng không? Rồi thì vậy thì là nó không được quảng cáo là do nhà nước nó không cho phép. Và cái sân chơi đấy, cái hạng mục đấy là bạn phải tuân thủ cái luật đó. Còn nếu bạn không tuân thủ, công ty không tuân thủ thì công ty bị phạt. Còn cá nhân không tuân thủ thì công ty nó khóa thẻ luôn. Nếu như bây giờ dưới tuyến tôi có tầm 50 người có thẻ, mỗi người ta chỉ dùng tầm 1 triệu một tháng thôi. 1 triệu một tháng đấy nhá, chỉ mỗi một lọ này thôi. Thì tôi đạt được tầm khoảng 35% cái lợi nhuận công ty nó sẽ trả cho tôi ở một cái lọ đó. Ví dụ lọ đấy bây giờ là 1 triệu thì tôi được 350, công ty sẽ trả cho tôi 350. Bây giờ mình giả thiết tôi có 50 người thì năm 30 năm tháng được khoảng 15 triệu. Đùng vái tôi nỡ nỡ tôi bán một cái lọ này lên đâu đó đúng cái mã code, mã code của ông Toàn dành cho ông Toàn rồi, cái mã code ấy, em nhìn đấy nhá, tất cả các cái sản phẩm này không có bao giờ có mã code đấy nhá, nhìn thử nhá, không bao giờ tìm thấy những sản phẩm bán như này có cái mã code, mã code ở đây, tại vì cái mã này là dành riêng cho cái đại lý đó, chỉ cần lộ cái mã ra phát là khóa luôn đấy, và tất cả những người lộ mã đấy ra là dù thật hay giả cũng là khóa hết, đúng không? Có cả Ulicity đây này, có cái hãng này họ bán tất cả mọi thứ đó. Đấy, có cả lá tơ quật đầy đủ hết, có cả sơ đấy, tim mạch đầy đủ hết đấy. Giá là giá họ bán là ngang với giá họ nhập vào ấy, giá như này là ngang với giá họ nhập vào đó. Vậy thì đều không có mã code ở đây nhá, không có mã code nhá, không có mã vạch nhá, có phát khóa ngay, đúng hay sai khóa hết. Và trong trường hợp có mã vạch mà có mã vạch nhá, nhưng không phải là của mạch của công ty, thì chắc chắn là cái website này là bị khóa luôn. Cái website này người ta sẽ tìm đến tận nhà, tìm đến cái số điện thoại này, và đây là lừa đảo 100%. Còn như này thì nó vẫn làm sao, không biết là ai. Tất nhiên họ vẫn kiểm tra kiểm soát, chỉ là chọn chữ bắt tôi được thôi, hoặc là cái con người họ vận hành cái website này họ không phải ở Việt Nam, họ ở bên Lào chẳng hạn. Có nhiều quốc gia họ không cấm, đúng không? Họ đặt máy chủ đấy, ví dụ như đất nước Việt Nam nó cấm chiếu những phim sách, đặt máy chủ ở Việt Nam, nhưng mà họ lại sang Campuchia họ đặt máy chủ, đặt cái máy chủ ở đó và sau đó họ truyền đường truyền về đây. Đấy là tội phạm công nghệ thì nó vô vàn lắm, mình không biết đâu một lần đó, thì mình chỉ biết là có cái điều đó thôi. Nếu thắc mắc gì về bài của ngày hôm nay không? Nhưng mà cái cách mua hàng ấy là ví dụ mà em muốn mua hàng em phải thông qua thầy hả? Em muốn Còn chứ không phải là mua, em tự em mở một cái account cho mình được mà thông qua cái mạng số của thầy. đúng rồi đó, Mà thì nếu không mà biết thầy là mở cho em có được không? sao em Nếu mà thầy mở cho em có được không? hoàn toàn được. Từ Nếu như từ trong thầy trường hợp mở cho em được thì đúng không? mà được, ví dụ bây giờ em đưa các thông tin thì thầy sẽ nhờ huấn luyện viên để làm hộ cho em từ A đến Z đó. Thường thì khá là nhiều người để học được cái thẻ này nó mất thời gian lắm, có nghĩa là gần như là mình trở thành công việc rồi, mình xác định đây là cái công việc của mình rồi thì mình sẽ mất khá là nhiều thời gian, ví dụ mất 8 9 tiếng học thông một mạch tất cả kiến thức của họ. Nó học theo cái kiểu như là nghe video xong rồi tích vào đúng hay sai, đúng hay sai đấy, thì sẽ mất khoảng 8 9 tiếng thông. Và để hoàn thành ra cái thẻ thì có lẽ cũng phải mất tầm 2 3 ngày. Với những cái động tác gì mà sai trái nữa thì có khi chúng ta làm mất khoảng 1 tuần. Vậy thì cái công sức bỏ ra nó cũng khá là nhiều. Đấy thì lát nữa thì tính sau. Tiền muốn làm thì gửi các cái thông tin và tôi sẽ nhờ huấn luyện viên làm hộ tuyển. Đó, thì kinh phí thì chỉ như có mấy trăm nghìn thôi, 300k thôi. 300k họ sẽ Ở Việt học hết tất Nam làm khó hơn nhỉ. cả. Ở Việt Nam nó làm khó hơn đấy.
Còn ở bên đấy thì sao? Bên đấy thì mở thẻ dễ hơn không? Đây thì thường là giống như cái hãng kia thì em chỉ mở để mình dùng mua sản phẩm cho nó dễ, để đỡ phải nhờ bạn mua giùm ấy. Thì mình chỉ đưa thông tin cho người ta, xong rồi người ta mở cho mình cái thì em cứ lên cái website của mình không á, thì mình tự mình order thôi. Thế thì không Chứ phải nó cũng chẳng có yêu ý. cầu là phải học hành hay gì cả. Ừ, đấy là hãng này nhé, hãng đa cấp này nhé, thì ở tất cả các quốc gia đều mở thẻ giống nhau. Tuy nhiên có một số hãng đa cấp họ mở thẻ đúng là không cần học. Ví dụ như là hãng, có một số hãng đa cấp mở thẻ không cần học. Ví dụ hãng Siberi của Nga, hãng Siberi của Nga thì mở 2 phút xong. Nhưng mà chiết khấu của họ thì lại rất thấp và họ cũng không dạy giáo dục nhiều. Họ không giáo dục nhiều, họ không có bài học. Có nghĩa là họ bán thôi, còn mình học hay không ở đâu kệ mình. Đó, và họ có để sẵn các cái thông tin trên website rồi mình học ở đâu là việc của mình. Còn đây là họ báo cho mình học, có ngày, có giờ học, có Zoom, các cái chuyên gia hàng đầu của quốc gia đó hoặc là quốc gia mình. Đó, thì họ động viên hỗ trợ mình nhiều hơn, có nghĩa là họ tìm tới những người thích học tập hơn. Đó, thì mình có quyền lựa chọn các cái hãng khác nhau. Đó, mỗi một hãng thì nó sẽ hướng tới một cái mục tiêu khác nhau. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đó. Tình có cảm thấy thắc mắc Nếu gì mà không? có thì để em mở cái để có gì em order nó dễ hơn nữa, phải phải kiểu nhờ qua thầy. Ok, Em tự thử. order thẳng được nếu như mà mình có một cái website, nếu mà mình mở được một cái thẻ riêng mà đúng không? Đúng rồi. Họ Có làm cho cần mình phải thông website tin riêng. ở Việt Nam không? Sao em? Có cần thông tin ở Việt Nam Không cần đâu. Ở bên đấy thì dùng không? thông tin bên đó thôi. Ừ. Còn thực ra là thông tin ở đâu cũng được mà. Em thông tin ở đây thì chủ yếu là cái thông tin điện tử của mình thôi. Số điện thoại, số tài khoản. Tại vì sau này mình sẽ dùng số tài khoản đó. Mình có thể dùng số tài khoản bất kỳ. Còn chả quan trọng. Đó thì mình mua hàng thì mình dùng số tài khoản của mình chuyển khoản cho công ty, hoặc là sau này họ có chiết khấu, chẳng may là đây là cái ví dụ vui tí, chẳng may tiền có được tiền để chăm sóc, sau này tiền làm việc tiền chăm sóc được khoảng 4-5 người, người ta mở thẻ và 4-5 người đấy người ta mua hàng thì công ty họ sẽ trả cái chiết khấu về cái tài khoản của mình. Đó, còn mình có thể chủ động mở một tài khoản hoặc nhiều tài khoản. Ví dụ như ở Việt Nam bây giờ thì mỗi người cũng có 5-7-10 tài khoản, lấy đại cái tài khoản bất kỳ được, chả quan trọng, cái tài khoản nào mình ít sử dụng thôi hoặc mình dùng cho nó vui thôi. Còn các thông tin cá nhân thì vẫn là chuẩn rồi. Hòm thư thì mình cũng có thể là sử dụng một cái hòm thư cá nhân hoặc là hòm thư gì đó tùy. Bịa đại ra một cái hòm thư cũng được. Một số điện thoại mở được 5 hòm thư cơ mà. Đấy thì mình có thể cái gì quan trọng thì mình dùng vào việc quan trọng, ít quan trọng thì mình dùng vào cái việc ít quan trọng. Đó. Dễ thôi. Thì có thắc mắc điều gì không? Không thầy. Ok. Thì cái đó không có gì, không vấn đề gì cả. Ok, Vâng. thế bài này mình dừng ở đây nhé. Mình chuyển Dạ. đến bài tiếp theo luôn. Bài tiếp theo là bài về da. Bài rất là dài.